Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần 8 của kỳ án Nam Cam. Nam Cam, tổ chức liên minh cờ bạc bịp, hút máu cả thân tình. Kịch bản đánh bịp và kỹ thuật điện tử được thực hiện âm thầm trong môn chơi sóc đĩa. Bằng đoàn độc thượng thừa tuyệt độc này, Nam Cam lột róc xương máu của những chiến hữu từng vào sinh ra tử, kết nghĩa Mã Ngưu gồm Thành Đô La, Úc Si, Úc Em, Sáu Hoa, vợ chồng Lợi Sinh và cả những người anh em phương Bắc từng cắt máu ăn thề như Lý Đôi, Quốc Lũi, Thành Chân, Cu Lý. Tất cả đều ngậm ngùi cháy túi trong những canh bạc hết sức bí hiểm ngoài sự tưởng tượng. Chó sói không ăn thịt nhau, câu ngạn ngữ phương Tây đã hoàn toàn sai bét trong thế giới đen kỳ bẻo Sài Gòn cuối thế kỷ 20. Gia đình Nam Cam béo phì qua chiêu trò cạn tàu ráo máng này. Nam Cam trút cái hầu bao, ốc ếch tiền vàng nặng trĩu này sang con đường địa ốc. Hai căn nhà mặt tiền đường Hùng Vương quận 5 vừa xây dựng xong, rao bán trên báo chưa ráo mực thì Trúc Mẫu Hậu đã chơi trội bằng mạng tung tiền áp đảo, mua qua mặt một quan chức tầm cỡ thủ trưởng cấp quận. Màn bịp sóc đĩa là gài chip điện tử vào một đồng vị của bốn quân bài. Nhà sóc vô tư tác nghiệp, tai chim lợn bên ngoài kiểm soát chiếu bạc, xem mặt nào đặt nhiều tiền hơn sẽ sướng lên cho thị điệu, nằm vắt vẻo trên võng ngoài vách sòng, điều khiển qua chiếc máy chơi game hoặc điện thoại di động nằm trên tay, bấm nút điều khiển đồng vị lật sấp hoặc ngửa, đạt kết quả chẳng lẽ ăn thua trước khi dở chén. Chỉ đơn giản bằng động tác bấm ngón tay trên phím, số tiền thu vào có chén lên đến vài trăm triệu đồng. Vì nguồn lợi béo bở của máy in tiền sóc đĩa khiến Nam Cam phải cố gắng duy trì bộ máy bằng bất cứ giá nào, chăm chút hoạt động với đám cật truột sống chết và hết sức bảo mật cái tẩy của trò bịp hái ra tiền này. Gian manh, xảo quyệt và thủ đoạn thuộc loại đại cáo hóa tinh thành quỷ, Nam Cam chỉ tung chiêu bịp này trong những chén bạc cụp khi có khách đại gia tỷ phú đến viếng sòng. Ngoài Thảo Ma, Sáu Nhà, vợ chồng Thọ Đại Úy, chỉ có một mình Lý Đôi được biết chiêu đòn bí kíp này. Bọn Võ Biền, Cường Râu, Quốc Lũi, Hải Bánh, Chính Đằng Cò hoàn toàn mù tịch, từng là con nai bị phanh thay trong những canh bạc mờ ảo bí hiểm trong tay Sáu Nhà ngồi sóc cái. Mùa xuân năm 1990 được coi là mốc Nam Cam chính thức đăng quang ngôi vị trùm của các đại bàng, thống lĩnh giang hồ xã hội đen và thế giới ngầm Sài Gòn. Các Việt kiều Mỹ gốc giang hồ ăn nên làm ra ở nước ngoài kéo nhau về Việt Nam, rủ nhau sang sòng của Nam Cam thử vận may đầu năm. Trong đám Việt kiều nhốn nháo tẻ me chiều mùng 3 Tết năm 1990 xuất hiện Chải Cồm, lão quái huyền thoại của môn roulette ngày xưa ở Sài Gòn. Qua sự giới thiệu nồng nhiệt của đại gia đua ngựa cá cược ba mạnh, Chải Cồm được Nam Cam mời lên phòng tổng hành dinh mở tiệc chiêu đãi. Ma phương Tây gặp quỷ phương Đông, liên minh ma quỷ ra đời gồm Nam Cam, Ba Mạnh và lão quái Chải Cồm. Điểm qua chân dung từng đại gia trong liên minh ma quỷ, nhân vật Ba Mạnh tức Lê Văn Tốt không thua gì Nam Cam. Dưới tay Ba Mạnh là hệ thống sòng tài xỉu ăn thua lớn nhất của những người Hoa máu mê cờ bạc. Ba Mạnh giao cho Tư Râu tức Cô Đệ, một đại bàng xã hội đen gốc Hoa, tâm tư thừa lãnh điều hành từ A đến Z guồng máy đỏ đen để bao dạng cá cược bóng đá đua ngựa khắp các phường thuộc quận 8. Chuồng ngựa của Ba Mạnh có 10 chiến mã giống Ả Rập dành phục vụ cho những độ đua nước rút do y dàn xếp trước tại trường đua Phú Thọ vào những ngày cuối tuần. Thời gian Nam Cam nổi đình đám ở khu Sài Gòn thì ở Chợ Lớn Ba Mạnh cũng sáng rực ngôi sao gặp thời, mặc nhiên trở thành xếp sòng vùng xóm củi quận 8. Từng là con thoi ngoại giao của chế độ Sài Gòn trong hệ thống các chủ sòng người Hoa Chợ Lớn, Ba Mạnh khá sành sỏi nghệ thuật bắt cả hồn lẫn xác các vị chức sắc bộ máy chính quyền địa phương. Bài học lịch sử muôn đời vẫn là công thức gái đẹp và tiền bạc được Ba Mạnh tung chiêu nhuần nhuyễn. Vì vậy khi Ba Mạnh và Nam Cam gặp nhau lần đầu trên con đường đen, hai đại ca hắc đạo này rất tâm đầu ý hợp, nhanh chóng trở thành cặp bài trùm của thế giới ngầm Sài Gòn. Liên minh ma quỷ do Nam Cam đứng đầu ra đời sòng roulette B
Đại Bản Doanh tại hẻm 20 Chánh Hưng, quận 8. Chiếc mâm roulette và trái banh gắn chip điện tử được chuyển từ Mỹ vào Việt Nam qua đường hàng không. Số chuyên viên phá hỏa, hối thén gồm hơn 20 người đẹp đến từ Hồng Kông, Macau bằng đường du lịch. Căn phố nằm trong khu người Hoa ở hẻm 20 Chánh Hưng biến thành phòng chơi roulette đúng tiêu chuẩn quốc tế. Sàn trải thảm đỏ là phòng cách âm, đèn chùm đắt tiền, máy lạnh tối tân của Mỹ. Đầu bếp Hồng Kông chánh hiệu phục vụ các món đặc sản Âu Á. Đặc biệt, giải phòng máy lạnh lầu 6 sẵn sàng cung ứng một xả xui của quý ông máu mê, đen bạc cháy túi. Sau hơn 6 tháng hoạt động hết công suất, con số doanh thu hơn 300 tỷ đã biến đàn quỷ dữ trong Liên minh Năm Cam, Ba Mạnh cùng một số yêu ma ăn theo như Tài Nhạn, Tư Chánh, Sáu Nhà, Thảo Ma, Thọ Đại Úy trở thành tỷ phú đen trong giới ngầm Sài Gòn. Còn nạn nhân gồm những thương gia, doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc đang đầu tư làm ăn ở Việt Nam, lần lượt tan xác, phá sản. Tiếp theo là những đại gia, tỷ phú, giám đốc các doanh nghiệp tại thành phố và các tỉnh lân cận cũng không thoát khỏi chiếc bẫy của chúng. Hai tài giám đốc ngành xây dựng và xuất khẩu hải sản thành phố lâm vào cảnh thâm thủng công quỹ, bị dồn đến đường cùng phải tự tử. Sông Bạc tại cứ điểm 148 Tôn Đản, Nam Cam tin tưởng giao cho Thị Điệu, vợ của Thọ Đại Úy, vốn không đẹp nhưng khá giỏi và khôn ngoan làm hàng sáo, đem lại lãi suất siêu lợi nhuận từ 20 đến 30, có khi là 40 đến 50%. Vì vậy, nếu không phải là đích thân Trúc Mẫu Hậu hoặc Điệu thì không ai đủ độ tin cậy được Nam Cam giao phó. Phú Nẩu, con bạc gốc Huế hay lui tới các sòng bạc đến độ nhẵn cả mặt và cũng đã cúng cho các sòng bạc Nam Cam không biết bao nhiêu là tiền của. Tiền bạc mang theo thua sạch túi, Phú cầu cứu Điệu. Sau vài ván bài đen, 50 triệu của Điệu quăng ra như muối bỏ biển. Phú thế chấp căn nhà, lấy tiền gỡ gạc. Điệu dở trò đúng bài ép giá, bấm bụng nhận lấy số tiền Điệu đưa cho trước sau 150 triệu đồng. Phú lao vào xới bạc, nửa giờ sau gã đã cháy túi. Phú sợ hãi, về nhà thuyết phục vợ đưa giấy tờ nhà cho mình thế chấp. Đàn bà vốn tiếc của, vợ của Phú không cần biết Năm Cam là ai, vội làm đơn tố giác sòng bạc của y. Lá đơn chưa kịp gửi đi, có người quen biết vội cản lại vì thế lực của Năm Cam ở thành phố rất lớn. Vợ của Phú mặt tái xanh tái xám vì vừa sợ vừa tiếc của. Thấy vậy, người đó quân sư gửi lên Bộ Nội vụ và đồng thời tiếp luôn những lá đơn khác ra Hà Nội, mai ra mới được việc. Những lá đơn tố cáo Năm Cam xuất hiện trên bàn những vị lãnh đạo cấp cao. Ban biên tập báo Thanh Niên viết thư báo cáo Thủ tướng Chính phủ về sự lộng hành của đường dây tội ác này và những kẻ bảo kê cho chúng. Bức thư đó được Thủ tướng Võ Văn Kiệt phê, phải làm sao cho quyết liệt. Chuyển sang Bộ Công an, Cục Quân báo Bộ Quốc phòng báo cáo mật với Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tổ chức sòng bạc của Năm Cam và các mối quan hệ của y với những viên chức có chút ít quyền lực. Y dùng mối quan hệ này làm vỏ bọc thành thế để tạo nguồn thu bất chính, triệt tiêu các đối thủ, gần như hoàn toàn chinh phạt và thâu tóm thế giới ngầm xã hội đen. Thông tin tối mật, tầm cỡ an ninh quốc gia còn có khi bị rò rỉ bởi những kẻ hám tiền hám gái, huống hồ là đơn tố cáo của một người phụ nữ cô thế. Năm Cam được mật báo bằng tin nhắn, ông đã bị tố cáo tổ chức đánh bạc và cho vay nặng lãi. Năm Cam về nhà, y lập tức gọi cho Điệu đến hỏi nguồn cơn. Nghe xong, Năm Cam bảo hiệp phò mã đến nhà riêng của một số cán bộ quan chức chạy vại. Năm Cam cố gắng dùng mọi mối quan hệ để hóa giải những lá đơn bằng cái vỏ bọc cơ sở đặc tình của công an để mua chuộc nhiều quan chức. Thủ tướng trực tiếp giao cho ông Bùi Thiện Ngộ là Bộ trưởng Bộ Nội vụ lúc đó làm rõ các nội dung báo cáo của Cục Quân báo. Sau khi thẩm định các hoạt động của Năm Cam, Tổng cục Cảnh sát và An ninh Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện Năm Cam sẵn sàng trốn ra nước ngoài khi thế lực che chắn y trở thành bất lực. Vẻ bề ngoài đầy chất lương thiện, khôn khéo đến mức nham hiểm như con cáo, biến hóa linh hoạt như con tắc kè, biết thay đổi màu sắc phù hợp với môi trường, lúc nào cũng thân thớt dạ thưa của Năm Cam bị vạch mặt. Giờ đây, số phận của Năm Cam ở tình thế như chỉ mành treo chuông,
chắc chắn sẽ bị bắt trong sớm muộn. Biết mình bị đưa vào tầm ngắm, Nam Cam chết điếng người cùng Thành Chân đáp máy bay ra Hà Nội tìm cách chạy thoát. Thành Chân giới thiệu Nam Cam với hàng loạt anh chị có tên tuổi ở đất Bắc. Tuy được trọng vọng và chiêu đãi đủ các loại gái tơ lẫn một vài nghệ sĩ đã thành danh, Nam Cam cũng không sao thoát khỏi ám ảnh lưỡi gươm công lý đang treo lơ lửng trên đầu mình, bởi ai cũng nhún vai lắc đầu xin khước từ. Đang ở thế bí, Nam Cam được thắng tài dậu, nhà ở Lương Sử, quận Đống Đa, Hà Nội, thuộc dạng có vài vế trong giang hồ như Phúc Bồ, Khánh Trắng, Sơn Bạch Tạng ở Hà Nội, Cu Nên, Dung Hà ở Hải Phòng, dẫn mối tới gặp Trần Văn Thuyết, sau này được biệt danh là Thuyết Buôn Vua. Thuyết sinh năm 1957, làm công an từ năm 1978 đến năm 1987 thì ra khỏi ngành, đi buôn hàng điện tử. Phất lên, nhanh chóng nhờ buôn bán gặp thời, am hiểu pháp luật, hoạt ngôn, khéo ăn nói và đa tình. Thuyết quan hệ trọng, lại là người có thế lực ngầm. Đám giang hồ số má như Sơn Bạch Tạng, Thắng Tài Dậu cũng phải kiềng mặt. Biết Nam Cam có thế lực lớn trong Sài Gòn và có nhiều tiền, Thuyết gật đầu nhận lời để vừa tạo uy danh vừa kiếm thêm tiền. Hướng dẫn Nam Cam viết đơn gửi các lãnh đạo, đảng và nhà nước. Thuyết đưa Nam Cam đến nhà ông Cao Huy Phước, cán bộ công an đã về hưu ở phố Hàng Bông cậy nhờ. Từ nhà ông Huy Phước ra về, Thuyết bảo Nam Cam chuẩn bị kinh phí. Cầm tiền của Nam Cam, Thuyết nhờ Nguyễn Thập Nhất, trưởng phòng kiểm soát giam giữ, Viện Kiểm sát Hà Nội, nghiên cứu hồ sơ, sắp xếp trình tự gửi đến các cơ quan bảo vệ pháp luật và công luận. Nam Cam sau đó về thành phố Hồ Chí Minh thì án binh bất động mọi hoạt động phi pháp. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ và Công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương lập hồ sơ đưa Nam Cam đi tập trung giáo dục cải tạo. Thủ tướng yêu cầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh nếu xét thấy để Nam Cam ở ngoài xã hội sẽ gây trở ngại cho việc điều tra, làm rõ hoạt động phạm tội của hắn và đồng bọn thì thực hiện ngay thủ tục đưa y tập trung cải tạo, qua đó điều tra làm rõ những hành vi phạm tội của y và đồng bọn. Thấy có khả năng bị bắt, Nam Cam bàn với Trúc Mẫu Hậu và con rể. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hai mẹ con ra Hà Nội nhờ chú Thuyết chạy giúp. Ngày 20 tháng 5 năm 1995, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ký quyết định số 73 đưa Nam Cam đi tập trung giáo dục cải tạo thời hạn 3 năm. Ngày 22 tháng 5 năm 1995, Nam Cam trúng kế điệu hổ ly sơn của các trinh sát đặc nhiệm của Bộ Nội vụ nên bị bắt một cách rất bất ngờ. Y cảm thấy trời đất như sụp dưới chân, y lẳng lặng nghe hết nội dung lệnh bắt rồi lúi húi ký tên. Hôm sau, Nam Cam được áp giải ra sân bay Tân Sơn Nhất để đưa ra Hà Nội. Trên tay được gắn hai chiếc còng, một ở cổ tay, một ở ngón tay cái. Nam Cam bị bắt đưa về trại giam của Bộ Nội vụ ở Hà Tây cũ, sau đó ngồi chung trường cải tạo với Sơn Bạch Tạng ở trại Thanh Hà. Nam Cam tạm thời rời khỏi vị trí số 1 thế giới ngầm. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần 8 của kỳ án Nam Cam. Mời quý vị theo dõi phần 9 của kỳ án Nam Cam vào số tiếp theo trên kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Audio Jungle.